Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trưa nay anh em mình đây mọi người, trưa nay đi ra suối nha, đi chích nha. Đấy. Có cụ đệ đây là chuyên gia đi chích chích rắn suối. Cho nên cứ nhìn thấy hàng chích này ra nha. Sợ quần á. Anh em chế biến một vài món. Tối lai gai lai gai. Rồi, mời mọi người theo dõi video với anh em mình. Đây, mọi người, hai buổi trưa không phải một buổi nhỉ. Hai buổi trưa được như đây. Quá trời luôn. Sau một hồi lăn lộn thì cũng gần xong mọi người. Những ăn vào mồm thấy cực khổ quá. Dám gì chút xíu cũng lấy nè. Này, có một bà ếch. Cả mấy con bự bự được rồi chứ. Làm hai món thôi nha, món hầm xả với món cuốn lá lốt nướng ha, chảy nước miếng. Rồi, cái thành quả đây mọi người là do chiều nay mình có công việc á, rất là bận cho nên không có quay trực tiếp được. Đấy, đây là tính bầm ra rồi cuốn lá lốt nướng nha mọi người, nhưng mà bây giờ hết thời gian rồi, bỏ vô để xin thành chả luôn. Đây còn mớ đây nè. Còn cái này xong chưa? Đâu 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 đâu. Đây là xào xả. Tính hầm nhưng mà không ai biết hầm, đi xào xả luôn. Ô, nhưng mà ngửi mùi thấy cũng ok đấy. Cái này mà vô tí cay cay thì ú chà chà. Ô cả. Rồi. Mọi người thấy hay thì like, share, subscribe ủng hộ kênh cho mình nha. Thật sự lâu nay cũng không có ra được video cho mọi người xem. Tại vì là công việc rất là bận. Chú này hồi trưa chú bắt được nhiều rắn nhất này. Chú xuống suối chú đi mò chú bắt được. Chú chuyên nghiệp về rắn. Chú chào mọi người các con nào. À, cơm chiều anh em mình đây mọi người. Cơm chiều trên rừng, đạm bạc vậy thôi. Mới này. Mới đâu, mới chú. Mời mọi người ăn cơm với anh em mình nha. Mấy đôi thôi. Cái món chả này thì ok rồi. Còn cái món xào xả thì cũng đây kia nó lấy một đống kìa. Đủ rồi. Chưa có mềm được, chờ xíu nữa. Cái nào lấy vào đây nó ấy quá. Rồi, xin chào mọi người. Mời mọi người ăn ngố với anh em mình. Không ngố à? Lợn là chê cám à?